Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã cùng tổ chức lao động quốc tế ILO ký kết chương trình hợp tác về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021. Ba nội dung được ưu tiên của chương trình là thúc đẩy việc làm bền vững, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững, giảm đói nghèo thông qua mở rộng diện tích bao phủ an sinh xã hội, xây dựng cơ chế quản trị thị trường lao động hiệu quả tuân thủ những nguyên tắc cơ bản và quyền trong lao động. Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập kinh tế quốc tế và đề nghị ILO hỗ trợ Việt Nam thực hiện đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương. Đây là chương trình khung hợp tác lần thứ ba được ký kết giữa Việt Nam với ILO kể từ khi Việt Nam tham gia Công ước Lao động Quốc tế.